Sự việc ùn ngang nhắc đến xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vào khoảng 8 giờ sáng ngày hôm nay ngày 19 tháng 9 và một phần sự việc đã được camera hành trình của một ô tô lưu thông trên đường ghi lại được. Cụ thể vào thời điểm này, hai chiếc xe khách 45 chỗ đổ dàn hàng ngang, chiếm hết cả một con đường khiến các phương tiện khác không thể lưu thông. Tài xế cùng phụ xe của hai xe khách thì đang lao vào chửi bới, đánh nhau bất chấp mọi phiền hà, rắc rối mà mình đang gây ra cho những người khác. Theo người chia sẻ clip thì nguyên nhân ban đầu được cho là tranh giành khách. Vụ việc không gây thương vong gì nhưng khiến giao thông trên đoạn đường này bị ùn tắc kéo dài. Tài xế và phụ xe của hai xe khách lao vào hỗn chiến.